Xin chào tất cả mọi người. Xin chào các anh em. Hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đấy là công tắc tổng lên xuống kính của Mazda BT50 đời 2014. Mã phụ tùng của nó là AB39-14540BB. Đây là đời nhiều rắc. Anh em có nhu cầu cần tư vấn, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, liên hệ với em theo số điện thoại là 0769086333 hoặc là 0366495112 để được hỗ trợ. Em xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em.